chó chăn cừu Selene là sản phẩm của sự kết hợp của chó Border Collie và Island Yorkshire. Trước đây, Selene được người dân châu Âu nuôi với mục đích chăn gia súc. Nhưng dần về sau, chúng được nuôi dưỡng như những chú thú cưng trong các hộ gia đình. Kiểu lông, lông dài. Màu lông, đen và trắng, vàng ánh cam, nâu đen. Đặc điểm ngoại hình, mỏng dài, lông dài. Cân nặng, 6,4-12kg. Tuổi thọ, 12-13 năm. Tuổi sinh sản, 1-10 tuổi. Số lượng sinh, 4-6 con một lứa. Selene có ngoại hình trung bình, phù hợp với giống chó được nuôi làm thú cưng. Giống chó này nổi bật nhất đó chính là lớp lông kép, với nhiều màu xen lẫn rất đẹp. Khuôn mặt của Selene rất hiền hậu, và là giống chó phù hợp với mọi gia đình, dù có đang nuôi trẻ nhỏ. Tính cách của Selene thì không có gì phải lo lắng, vì là giống chó chăn gia súc, nên chúng cũng có bản năng bảo vệ và canh gác tốt. Nói đến sự thông minh thì Selene được đứng trong top 10 chú chó thông minh nhất hiện nay.